Tết là dịp để gia đình sum họp, đoàn viên. Thế nhưng khi không khí Tết đang tràn ngập trên khắp nẻo đường, thì trên đại công trường của dự án giao thông trọng điểm cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang, những người thợ vẫn miệt mài công việc. Họ đã gác lại những giây phút đoàn tụ bên mâm cơm với gia đình vào chiều cuối năm, hy sinh niềm vui riêng vì mục tiêu chung hoàn thành dự án này trong năm 2021. Vâng, chúng tôi gọi họ là những người cõng Tết trên công trường. Chiều 30 Tết, công trường thuộc gói thầu xây lắp 11A dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vẫn hoạt động bình thường. Ông Nguyễn Tất Trung cùng nhiều công nhân khác vẫn miệt mài thực hiện công đoạn khoan ép, bốc thoát nước, xử lý nền móng công trình. Năm nay là năm đầu tiên trong đời, ông Trung phải tạm xa gia đình để đón Tết ngay trên công trường. Tết ở miền Tây Nam Bộ, với ông Trung, đặc sản vẫn là ánh nắng chói chang. Dù đã kiên định tâm lý làm việc xuyên Tết, thế nhưng những người công nhân này để vượt qua hoàn cảnh đón Tết với khí hậu nắng nóng giữa đồng không mông quạnh, quả là điều không hề đơn giản. Là cùng một lần, nói chung là tôi được là ăn Tết xa nhà như thế này. Từ trước giờ trước khi nào được ăn Tết, vì đặc thù công việc của tập đoàn đã bảo là phải đảm bảo tiến độ thi công cho công trường. Ban giáo đúng tiến độ. Cũng có nhớ nhà nhưng mà vì cái dự án, vì tất cả vì dự án nên là anh em chúng tôi quyết tâm hoàn thành để đạt cái tiến độ, để chậm dự án một ngày là chúng tôi mà công việc riêng thì một ngày, để dự án thì chậm đến một ngày cũng kịp được cái tiến độ cuối năm, đề ra cuối năm để thông xe. Biết là công trường sẽ hoạt động xuyên Tết, những ngày qua nhiều gói thầu đã tổ chức đón Tết sớm cho anh em công nhân. Các lãnh đạo bộ ngành địa phương cũng đã đến tặng quà chúc Tết công nhân ngay trên công trường nhằm động viên khích lệ tinh thần. Chiều 30 Tết, sự miệt mài với công việc của những người thợ đang lấn át đi nỗi nhớ nhà. Đến giờ phút này thì cũng là ngày cuối năm của năm âm của 2019 mà anh em trên công trường thì vẫn cứ là thực hiện là cái công việc của mình đều đặn như hàng ngày để quyết tâm là coi như là đưa cái hạng mục nó về đạt về đích. Đồng thời là như đêm nay thì là cái đêm là chuẩn bị đón giao thừa, cho nên chúng tôi cũng xác định là vẫn triển khai cái mũi thi công là cả mức thẩm này để cho nó làm sao nó đạt cái tiến độ chung của dự án. Ý thức được cái trách nhiệm đối với dự án và đồng bào sông Cửu Long thì chủ đầu tư cũng các nhà thầu đã ngay cả dịp lễ Tết này thì cũng sẽ thi công xuyên Tết. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi cũng đã có 10 cái gói thầu đăng ký thi công Tết. Và như chúng ta thấy đây thì ngày 30 cái Tết cũng cận kề rồi, nhưng anh em vẫn đang miệt mài hàng say để có thể là đảm bảo được cái tiến độ theo đúng cái yêu cầu của chủ tư cũng như là chính phủ và kỳ vọng của người dân. Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, người dân cả nước sẽ đón thời khắc giao thừa. Nhưng trong giờ phút này, trên công trường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vẫn rộn ràng tiếng máy. Hình như những người thợ này không ai nhắc đến giao thừa bởi họ đang tập trung cao độ cho công việc. Mỗi một mũi khoan ép bốc thoát nước được đưa xuống lòng đất cũng có nghĩa là ngày về đích của dự án lại càng gần hơn. Trong từng ánh mắt của họ đang tràn đầy một mùa xuân mới, tràn đầy niềm tin và hy vọng dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ vượt tiến độ để hoàn thành sớm hơn dự kiến, khơi thông cửa ngõ miền Tây Nam Bộ.